Có một cô mà cô bán trái cây Từ khi mà cổ đi đến chùa mình Những đức chỉ dạy Cũng một phương pháp đơn giản thôi Mà sạp trái cây của cô hôm nay là hưng khở Đơn giản thôi Cô đến cô gặp những đức Cô nói rằng thầy à Nguyên một vị trí bán trái cây thì Sạp nào cũng đến ngày 15 Hoặc là 30 mươi. Thì họ tăng giá Như vậy thì con biết Phật Pháp Con có nên tăng giá không thầy? Nhân Đức nói không nên Thầy à Con cũng muốn kiếm lời một chút để nuôi con Nhân Đức nói rằng Con muốn lời hai ngày Hay là lời 28 ngày Thì cô này cô nói rằng là Con muốn lờ 28 ngày Thì Nhận đức nói Muốn lờ 28 ngày thì Đừng có tăng giá hai ngày đó Như vậy con phải làm sao hai ngày đó phải hạ giá Không tăng mà hạ Người ta hỏi gì sao hai ngày này mà không tăng giá mà hạ giá thì mình nói rằng ngày nay là ngày gầm ngày nay là ba mươi người ta mua trái cây mua hoa về để cúng phật hoặc là cúng ông bà tôi thì nghèo không có tiền thì cúng dường tam bảo tôi chỉ có hạ một chút tiền xuống để cho người ta mua hoa mua trái cây để mà cúng phật Tôi chỉ có gỡ một chút tâm này đến với Phật mà thôi Tâm tư đó thì Quý vị sẽ bán đắt được 28 ngày và cả ngày 15 và ngày 30 Người ta đến mua vô cùng đông Tuy thấy lợi ích nhưng đông người mua Đông người mua thì bù qua sớt lại cuối cùng Còn hơn cái sạp kế một bên Ít người đến mua mà Tăng giá thì không thành được bao nhiêu tiền cả Từ nơi đó quý vị nên nhận xét cái cách buôn bán khi người nghe được Phật Pháp đi Chỗ buôn bán mà phát triển được là ngay cái chỗ uy tín Quý vị nhớ nè, uy tín Quan trọng nhất là sản phẩm của mình phải chất lượng Mở ra một cái quán cơm chay hay là một doanh nghiệp làm ăn. Cái chỗ quan trọng nhất là chữ tín. Nhắm ngay mục tiêu là món hàng của mình khi mà đến tay của công chúng phải là chất lượng. Như vậy thì quý vị làm ăn càng ngày càng phát triển. Buôn bán thì phải có lờ Nhưng mà Đừng có quá đáng Khi căng cho người ta thì Nhớ là đừng có căng thiếu Quý vị mà căng thiếu thì tội này nặng rồi Buôn bán mà căng thiếu Quý vị đã tổn phước rồi Đồng tiền của quý vị buôn bán mà lờ được Đem đổ đi đâu Đem đổ vào ngay cái chỗ là gia đình lưu bu Chồng bệnh con đau Vì lấy được đồng tiền chỗ này là đồng tiền bắt chính Bỏ vào cái bệnh đau thì mất sạch tiền mà là tích chữ nghiệp Quý vị nghe như vậy thì quý vị có nên làm chỗ này hay không? Phật Pháp dạy cho con người ta là chân thật, chân chánh Sống đàng hoàng Quý vị nói thầy à Cuộc sống hôm nay mình không gạt người ta thì người ta cũng gạt mình à thầy. Người gạt mình thì có tội gã. Chúng ta không gạt người thì có công đức. Có công đức, có phước báo thì gia đình khá giả phát triển. Gạt người ta trước mắt có tiền nhưng gia đình tan nát, quý vị chọn đi chỗ nào? Chọn đi chỗ nào Những Đức nói ra câu này Không phải là lý luận suông cho quý vị nghe đâu Những Đức mà nói là có lạ Chùa chúng ta mỗi ngày trong đây 300 người Và mỗi tuần chủ nhật Đặt nhiều pháp thí để tặng cho quý vị Từ nơi đó mà nhận đức phía quý vị là Cúng dường là điều bỏ thùng tam bảo Đừng có đưa cho nhận đức Nhưng mà 300 người ở trong đây Thì quanh năm suốt tháng Cơm ăn áo bặn đầy đủ Không thiếu Vì sao Vì ngay cái chỗ là Chân thật mà làm Nhiệt tình mà làm Rồi tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc Chúng ta không có phước nhưng ông chủ Phật A Di Đà của chúng ta thì có phước từ nơi đó mà nương vào ông chủ này để chân thật hành đạo thì chúng ta có phước rồi. Đã có phước rồi thì dù là mấy ngàn người đang ngồi ở đây nhưng chỉ có một người đưa mình thôi thì tự nhiên mình đủ để mà lo cho mấy ngàn người này rồi. Chân thật như vậy đó quý vị. Quý vị sẽ thấy có cảm ứng liền. Hôm nay nhận đức đặt xong cái quyển sách mà âm lực vô tình đó mỗi một vị thỉnh một quyển hoặc là có một chị em bạn đồng tu nào không đi được quý vị thỉnh giùm người ta một quyển nhưng đức cho phép quyển sách này quý vị nên coi tớ coi lui nhiều lần Nói sâu vào cái chỗ nhân quả Phật nói rằng là vạn ác dâm đứng đầu Vạn thiện hiếu trước tiên Xã hội hôm nay thì truyền hình mạng internet này phát triển Thì con người nó đắm say vào cái chỗ mà tà dâm Nặng nề Nên hôm nay những đức khuyên quý vị là Dù quý vị có làm ăn Mỗi ngày cực khổ, nhiều chuyện làm đi chăng quý vị phải bỏ nhiều thời gian hơn nữa để gần gũi con mình. Nếu quý vị không gần gũi con mình nhiều, quý vị lo làm ăn còng lưng để đi kiếm tiền để mong để của cải vật chất này lại cho đứa con. Coi chừng con quý vị hư rồi đó. Quý vị để tiền lại là để lại cho những đứa con hư này có nghĩa lý gì? Quý vị biết hôm nay con quý vị đi học quý vị không kiểm tra. Coi chừng con mới bị hư đó à Nên phải thỉnh quyển sách này Quý vị coi Đưa cho con quý vị coi cho nó biết Nhất là tuổi trẻ Những người có vợ có chồng nên coi nhiều lần Khi không coi nữa Thì đem quyển sách này Tặng cho người khác Tiếp tục là kết duyên nữa Đừng có để một chỗ nhớ Sách kinh khi coi qua không muốn coi nữa thì đem tặng cho người khác coi Thì chúng ta làm được Pháp Bô Thi Đừng có để vào tủ Rồi mục nát trong đó Thì chúng ta có tội Nhớ Quyển sách những đức in vô cùng có tâm quyết In 10.000 quyển Hôm nay quý vị thoải mái một người một quyển Và trước thời gian thì những đức đặt Mấy chục ngàn tấm lịch Tuy là một tấm lịch không bao nhiêu tiền Nhưng mấy chục ngàn tấm nó cũng lên một số lượng nhiều rồi đó quý vị Trong tấm lịch đó là có những cái thờ khóa mà Cộng tu ngày Chủ Nhật mỗi tuần của chúng ta ở đây Và những ngày lễ chỉ có khác một chỗ là Từ bây giờ là mỗi năm một năm ba kỳ Đảnh lễ 500 danh hiệu của Bồ Tát Quán Thái Âm Chúng ta đều là tổ chức ngay ngày 19 buổi chiều 4 giờ chiều quý vị Phật tử có mặt ở tại Tổ đình Hộ Pháp Từ hôm nay là mãi mãi về sau đúng ngày 19 Đó là chính Hòa Thượng đã dạy cho Nhận Đức Nhận Đức không bao giờ làm sai chỗ này Từ bây giờ cho đến ngày Hòa Thượng Giảng Sanh đều là ngay ngày 19 Không thay đổi ngày 19 Chính Hòa Thượng đã chỉ Nhận Đức ngay như vậy là Nhận Đức làm như vậy Quý vị nghe Nhận đức chia sẻ như vậy rất là rõ ràng Vì chùa chúng ta hôm nay quý thầy Ở trong đây không có người nào giữ điện thoại cả Quý cụ trong chùa gần 300 cụ Thì cũng không cụ nào giữ điện thoại hết Các cụ hôm nay không giữ tiền Không giữ điện thoại không uống nước nóng như vậy mà mấy trăm người già ít bệnh có mấy cụ bệnh đâu vì sao người ta khỏe mà mình bệnh vì lo âu thì bệnh rồi âu sầu làm có người ta máu già dạ. Chắc dinh dưỡng cao cấp nhất đó là vui vẻ Người nữ mà Thường buồn phiền dặn người để trong tâm Thì mau già rồi Đại lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Ngài nói một câu rằng Người tu hành phải rèn luyện trong trần lao Nếu quý vị còn dặn một người Mà để trong tâm Thì tôi xin nói chân thật cho quý vị nghe Là quý vị không được giảng sanh về Cực lạc rồi Ngồi trong đây còn ai giận người khác để trong tâm hay không Nhất là mấy cô nha Mấy bà là ưa giận hờn vu vơ lắm Nên có một công đoạn Hòa Thượng Ngài Giảng Ngài nói Người nữ mà thương mình Thì mình đã lên đến chờ rồi Nhưng mà người nữ mà ghét mình Là mình đã đi xuống tới địa ngục rồi Nên chúng ta mà hiểu biết Thì nên để cho người nữ Đừng thương mình mà cũng đừng ghét mình thì nó không có tác dụng phụ. Ngay cái chỗ này thì chúng ta đến đây chỉ có tu học không có tiếp với nhau. Tại tôi đình hộ pháp những đức chia sẻ Phật pháp xong tu với quý vị tu xong về phòng, quý vị lên xe đi về. Tất cả những cái gì muốn nói những đức đã nói hết rồi. Đến đây đảnh lễ năm trăm danh hiệu Bồ Tát quán thế âm. về đến nhà thì thay đổi được cái hành vi của chính mình lúc chưa đi đến đây thì nói chuyện cậu cần thô lỗ người nữ mà không có dịu dàng chút nào cả đi đến đâu thì cũng nhúng cũng chề đi ra chợ thì mua đồ người ta không mua thì thôi mà trả giá trên trời dưới đất rồi còn chê đồ này đồ dởm Đồ này đồ hư Đồ này đồ không ngon Nghĩ rằng là chê như vậy Để mà nhúng về Để đồ người ta bán rẻ chút cho mình Làm như vậy là có tội Tổn duyên tổn phước Quý vị nghe như vậy có đúng tình đúng lý hay không? Có hay không mà sao cười vậy? Từ nào đó quý vị phải biết được rằng là Chúng ta nghe Phật Pháp như vậy để sửa mình nè Chúng ta nghe một buổi này thì tự nhiên quý vị về nhà nói chuyện với chồng Và lo cho con cái thì vô cùng là đàng hoàng Gia đình mà hạnh phúc được là nhờ ngay người đàn bà là vô cùng quan trọng Biết lo cho chồng, biết lo cho con Người đàn bà mà nhiều chuyện đi sớm trên sớm dưới hết chuyện người này Đến chuyện người kia lôi ra để nói Nói rồi dài bữa cái lôi ra để mà đối chứng chỗ này là có lỗi rồi không đẹp chút nào cả Từng nào những đức cũng nói Nên chắc chắn rằng mấy bà này Chắc không còn bà nào nữa cả Còn nếu không mà đi niệm Phật Nhưng về nhà thì thích nhiều chuyện Vì sao những đức nói chỗ này Vì 300 bà già trong chùa mình Tuy mấy bà mỗi ngày niệm Phật Mà buông ra một chút là mấy bà nhiều chuyện Đi niệm Phật xong đi về phòng Cái là mấy bà ngồi Những đức đi ngang những đức nói <laughs> Bà nghe như vậy một cái là bà quay qua cái bà Ai gì đạo Phật, ai gì đạo Phật, ai gì đạo Phật, ai gì đạo Phật Rồi dài ba năm bào mòn từ 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 Rồi bà mới đỡ đó quý vị Chứ quý vị đừng có ngại Những đức nói gì không phải là nói hết quý vị đâu Mà trong số lượng mấy ngàn người này Chắc chắn là có 10 người Những đức nói 10 người đó đó 10 người đó để ảnh hưởng mấy ngàn người kia cảnh giác khi cảnh giác được rồi Thì không dám làm sai Nhớ nè Mình là người biết Phật Pháp Căng thì không căng thiếu nè Buôn bán thì cho nó đàng hoàng Đi ra chợ mua đồ Thì đừng có nhúng về Rồi chê đồ của người ta Còn lỡ bị buôn bán Mà gặp một cái bà Bà trả, trả đồ bị, bị trên trời dưới đất Mà bà không mua Đừng có chửi người ta nghe Nhiều lúc á bán đồ mà người ta đến người ta trả giá giật một giật hai rồi người ta không mua vừa bước đi cái tự nhiên mình chửi theo cái, cái người ta quý vị chửi theo người ta là quý vị đoạn viên quý vị sẽ bán ế nhẹ ế mà còn nhẹ nữa ta thấy chưa còn nếu quý vị mà khi mà nghe người ta trả giá vậy xong quý vị nói cái đúng giá tương đối để mình bán có lời một chút mình lo cho gia đình mình nhưng người ta vẫn không mua người ta bỏ đi. Thì quý vị là người học Phật phải khéo léo nói một câu như vậy. Chị à, hoặc là anh à. Đồ của tôi bán là nói đúng giá đó. Nhưng mà nếu anh chị mà đi đến chỗ khác á, thấy chỗ khác mà bán mà thấp giá hơn thì anh chị cứ mua. Còn nếu mà đi đến chỗ khác mà thấy giá cũng như vậy thì anh chị quay lại mua giùm cho tôi nghe quý vị thấy chưa quý vị nói một câu này thôi đó nghe là cái người kia đi một vòng chợ đó họ thấy đó, sao chỗ nào cũng bán nói còn cao hơn câu này nữa, là tự nhiên người ta quay về người ta mua đồ quý vị về sau là quý vị có được một mối rồi đó một mối này nó sẽ giới thiệu cho nhiều mối khác thì chắc chắn rằng là cái cửa hàng quý vị buôn bán càng ngày càng đắt Chúng ta chia sẻ Phật Pháp gần như vậy Vì là cuộc sống nhân sinh Hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm Là cuộc sống nhân sinh quý vị à Tâm nguyện của Ngài là giúp chúng sanh Chúng ta nói gần gũi như vậy Thì nó mới vô cùng là dễ tiếp nhận Một buổi nói chuyện này Nhiều cô nhiều chú ngồi trong đây nghe Thì có thể hiểu được Và chân thật mà là Chỗ quan trọng nhất của quý vị Phải nghe rõ rằng là câu đầu tiên những đức nói Cả cuộc đời này Nếu được sanh ra đời Mà không gặp được Phật Pháp Không niệm ai với Đà Phật Thì cuộc đời này đến đây dù là Giàu có như là tỷ phú nhưng khi quý vị chết đi thì chỉ có cầm nghiệp đi theo mà thôi chọn đi nên chúng ta vô cùng là chúc mừng cho những người đang ngồi ở đây vô cùng là đông như vậy chúng ta đều gặp phật pháp mà gặp ngay pháp môn tịnh độ khởi lên tính nguyện niệm phật để mà hẹn khi cận tử nghiệp cuộc đời mình đều là gặp nhau ở tây phương cực lạc hẹn gặp như vậy thì vô cùng là tốt khi càng khuyên người ta về cực lạc Thì đối với cái danh lợi của thế gian này Mình không có nặng nữa Mà không nặng với danh lợi Thì mình vô cùng tự tại Những đức đi một vòng Xinh quanh chùa ngày lễ Vì có gặp những đức Vì cũng không biết Đội một cái nón bo Chữ A với Đà Phật màu đen Bằng một bộ đồ lam Đang đi trải niệm và trải mũ này cùng với quý chú. Chúng ta vô cùng là tự tại sống như vậy mới vui. Quý vị nên nhớ cuộc sống này ít ai biết đến mình. Thì tự nhiên mình vô cùng là bình yên để niệm Phật. Người ta biết đến mình nhiều thì mình khó niệm Phật nếu mình không khéo léo mà sắp xếp cho chính mình. Nhìn thấy thì cũng vô cùng là ngon nhưng mà cuối cuộc đời thì đi đâu đi vào địa ngục không bằng những bà già mỗi ngày lụm cụm niệm ai với đào phật việc làm đại sự nhất của cuộc đời con người người ta không phải là giảng kinh thiết pháp mà chỗ làm thật sự là người nghe được pháp môn tịnh độ mà tin chịu niệm ai với đào phật và phát nguyện khi bỏ báo thân này để cầu sanh cực lạ. Mỗi một người là phải làm tròn trách nhiệm của chính mình. Làm chồng thì tròn trách nhiệm làm chồng. Làm vợ thì tròn trách nhiệm làm vợ. Làm con thì hiếu thảo với cha mẹ. Chỗ đó là người tu hành chân chánh tu là tu sửa mỗi một người chúng ta ai cũng có điều sai và ai cũng có điều đúng cả không có ai mà đúng hoàn toàn và cũng không có ai mà sai hoàn toàn nên khi chúng ta nghe được phật pháp thì mình nên găng nhắc và nhận xét những cái gì mình sai thì mình sửa những cái gì mình đúng thì mình nên phát triển không phải tu hành lâu năm mà mình không có cái sai nếu mình không nhìn nhận thì coi chừng mình làm sai mà mình không biết từ nơi đó mà cả cuộc đời của mỗi con người chúng ta đều phải nhìn nhận chính mình càng nhiều chừng nào thì sự tu tập của mình càng tốt chừng nay việc nói này của những đức thì vô cùng là đơn giản nhưng mà mỗi năm hình như là mình rất là vui chỉ có cái nghĩ này mà vô cùng là vui vẻ Nên hôm nay thì Số lượng Phật tử về tổ đình hậu Pháp rất là đông Mục tiêu là để chúng ta đảnh lễ được 500 danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm Thì cũng có một buổi chia sẻ Phật Pháp Như một số vị ở đây thì Mỗi tuần Chủ Nhật Quý vị cùng về đây để mà tu học Cùng chung với cổ đình hậu pháp và quý thầy và cũng nghe những đức chia sẻ phật pháp thì rất là nhiều rồi thì nói tới nói lui cũng là để sửa đổi lỗi lầm vì mình tu là tu sửa mà cứ nhìn nhận cái gì mà mình sai mình sửa là tốt dù là ngồi đông trong đây như vậy nhưng mà có những người giàu, có những người nghèo, có những người đẹp, có những người sâu Và cũng có những người tập nguyền Nên những đức hôm nay có đặt được 50 cái gậy Ở đây mà có những cụ nào mà yếu cần cái gậy để chống đi đó thì khi những đức nói chuyện xong thì sẽ tặng cho quý vị Và mỗi tuần Chủ Nhật những đức đều đặt gậy khoảng chừng một chục cây hoặc hai chục cây thôi Quý vị biết rằng là những cái việc làm này quý vị thấy sao lạ vậy Sao ông thầy này, ông đặt gậy, ông cho người già tá Quý vị biết Vì Những đức ở đây mỗi ngày gần gũi với những cụ già nên những đức biết được cái cảm giác người già họ rất là cần những cái phương tiện mà hỗ trợ cái tuổi già cho họ khi mình tặng cho họ những cái phương tiện này thì trong lòng họ vô cùng vui vẻ và khi mình phiên họ niệm phật thì họ lại tiếp nhận và chịu niệm phật Mục tiêu của những đức là tặng gậy cho những người già Vì phiên họ niệm Phật Quý vị biết rằng Nếu tuổi già mà không gặp được Phật Pháp Không biết niệm Phật thì Có nhiều người già rất là khổ Nên những vị ngồi trong đây mà còn trẻ Gặp được Phật Pháp là chỗ vô cùng là đặc biệt nhưng đức từng nói rằng nếu cuộc sống hiện tại này mỗi một người chúng ta dù là có gia tài giàu có vợ đẹp con sinh nhưng nếu người này không gặp được phật pháp thì Cuộc đời người này Khi sanh ra là trần trụi Mà khi chết đi thì quần trắng tay Không cầm theo được một cái điều gì cả Chỉ có là gặp được Phật Pháp Nghe được chánh Pháp Sửa đổi lỗi lầm Đoạn ác Phát thiện Thường nghĩ thiện và làm thiện dù là quý vị có xấu quý vị có nghèo nhưng mà mỗi ngày quý vị sống thì vô cùng là vui vẻ chỗ này những đức có cảm giác những đức thường nói rằng là mình thì vô cùng là xấu miệng rộng mỏ nhọn tướng thì đi hay hàng nhưng được ngay cái chỗ là thường nghĩ cái thiện để đi làm thiện như vậy mà ngày nào mình sống thì mình cũng có được cái sự an tâm và vui vẻ hết quý vị à cuộc đời mỗi con người chúng ta đến đây có những người mơ mộng những việc vô cùng là cao xá nhưng được thành tựu thì không mấy người mơ ước rồi thất vọng được rồi thì lại muốn hướng lên cao nữa cũng không biết đủ nên đức thế tôn ngày mới nói rằng là Đến thế gian này Mỗi một hạng người thì có cái khổ khác nhau Nhưng đặc biệt ngay cái chỗ là gặp được Phật Pháp Thì chấp nhận những cái hoàn cảnh khổ đau đến với mình Mỗi ngày vui vẻ để sống Vì mình hiểu rằng là Cuộc đời có người chỉ có mấy chục năm nếu mà buồn khổ thì cũng phải sống. Vui vẻ thì cũng phải sống. Như vậy thì chúng ta đưa lên một tư tưởng vô cùng đơn giản này, mỗi một người ngồi trong đây nên chọn cái hướng đi cho chính mình, chắc chắn rằng là ai cũng đều chọn cái chỗ là vui vẻ để sống. Nhưng nếu không gặp được Phật pháp không tin sâu vào nhân quả thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ có nhiều việc khổ tâm về chồng về vợ về con cái nhưng cái hiểu lời của phật dạy rồi thì chúng ta lại gói gọn cái khổ đó lại nhưng phải có phương pháp phương pháp đặc biệt nhất là a à, gì đà Phật A à, Đà Phật Thường dùng phương pháp này Vì A là vô di đà là lượng Phật là giác Người khổ là không giác ngộ Vì họ mê hoặc điên đảo nên Họ gặp những hoàn cảnh không phải đến với họ thì họ khổ Còn mình thường niệm Phật là thường nhắc nhở mình Những cái khổ của cuộc đời này đến với mình Là do chính đôi tay mình đã tạo ra Hôm nay chiêu cảm cái quả khổ đến Chúng ta không nên khổ mà vui vẻ niệm Phật Chấp nhận trả món nợ này cho xong Chân thật niệm Phật tín nguyện trì danh Để cầu sanh cực lạ Thường phải nhắc nhau như vậy Chỗ này là chỗ đặc biệt Phải nhắc nhau Phải thường nhắc Không phải là nhắc một đời Mà là nhắc hết cuộc đời vì sao? Vì cuộc sống hiện tại chúng ta quên Chúng ta lại quên Nên mỗi tuần Chủ Nhật thì Sắp xếp được Đến chùa để tu học Để được bồi dưỡng Nếu không thì Lo làm ăn quên Nhưng mà Thời gian không chờ đợi chúng ta Tuổi già sẽ đến Những người mà lớn tuổi ngồi trong đây thì Cảm giác này vô cùng là sâu sắc Tuổi già sẽ đến Nhớ hôm nào thì Mái tóc đen quyền Đôi chân thì Đi vô cùng là nhảy bén nhưng hôm nay thì Mái tóc đã điểm xương rồi Lưng còm Chân mỏi Phật đã để lại những câu nói mà nhắc nhở chúng ta Có sanh thì có già Có bệnh thì có chết Cái già sẽ đến với chúng ta Rồi cái bệnh sẽ đến và không ai tránh khỏi cái chết cả nhưng nếu chúng ta mỗi ngày không niệm phật cái chết đến với mình thì vô cùng là khổ quý vị à nhận đức đã thấy nhiều người không niệm phật họ chết quý vị biết khi họ gần chết thì họ thở như vậy nè <laughs> Đó Và quý vị, vị cũng gặp những người mà Họ nằm 5-7 năm mà họ không chết được Sau lưng của họ, cái mông của họ thì Khuyết vào, hư thúi hết Như vậy mà không chết Nghiệp báo vô cùng là nặng nề Nên những vị trẻ tuổi đang ngồi trong đây hay là những người lớn tuổi đang ngồi trong đây quý vị biết rằng là mình phải biết lo cho con đường của chính mình vì cuộc sống đến thế gian này vợ chồng con cái phật đã nói rằng bốn cái duyên hội tụ gặp nhau vợ chồng là duyên thận duyên hoặc nghịch duyên thận duyên thì hòa hợp mà nghịch duyên thì đấu đá với nhau con cái thì là nợ đòi nợ hoặc trả nợ con cái trả nợ thì đến báo ơn thì ngoan ngoãn biết nghe lời mình mà con cái đến đòi nợ thì ngỗ nghịch và không nghe lời tuy mình nuôi khôn lớn nhưng mà con của mình lại ngỗ nghịch và mắng nhiếc mình đuổi mình ra khỏi nhà không cho mình ở nhà dùng mọi phương pháp để không cho mình ở nhà nếu mình gặp những hoàn cảnh này thì mình nên quay lại và nghe được rằng là nên tin sâu nhân quả và ngồi đâu cũng đừng có khóc than buồn rầu kể lễ với ai cả mà nên ngồi đâu cũng là a di đà phật a di đà Chắc chắn rằng quý vị dùng phương pháp này là đại pháp Chỉ có phương pháp này mới giúp cho quý vị lìa khổ được vui Quý vị thấy Mỗi lần mà những đức ngồi xuống là đều nói như vậy Nói như vậy để nhắc nhở mình Vì quý vị biết rằng là những đức thì cũng còn trẻ Cái ngũ dục lục trần này Khó vượt qua được lắm Khó vượt qua được lắm Nhất là có người mà Tán thắng mình Có người mà khen mình Mình nên tránh bớ Vì cái tâm này nó sẽ Ngã mạn nổi lên Lúc đó rồi nó tưởng đâu là mình giỏi Quý vị biết Với số lượng quý vị mà đông như vậy Ngồi ở đây mà chúng ta được chia sẻ Phật Pháp như vậy Quý vị biết Công của người giữ xe vô cùng là cực Cả ngày nay mưa nắng Công của người sắp dép Khi quý vị bước vào chùa Thì đưa cho quý vị đâu dép Công của những người nấu ăn Họ lam lũ ở dưới bếp nóng nải Công những người mà nấu xôi Từ ở nhà có 4-5 người mà nấu cả ngày nay đem xôi lại Công của những người mà nấu mì Ra hộp rồi đem đến đây Công quý cô thì sắp xếp trong bếp Công những người rửa nhà vệ sinh rồi những người sắp những miếng niệm này cho quý vị ngồi Quá nhiều công sức mà chúng ta được ngồi như vậy Để chia sẻ Phật Pháp Những Đức nói rằng hôm nay chúng ta đảnh lễ Năm trăm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm Để học cái hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm Những Đức nói những người mà những Đức vừa mới nói Đó là Bồ Tát chân thật Họ là Bồ Tát chân thật Vì họ là Bồ Tát chân thật Nên họ làm họ không lãnh lương Và họ nhiệt tình họ làm họ không phiền não Họ quan hỷ với nhau Đó là Bồ Tát chân thở Còn những đức đang ngồi nói chuyện như vậy Là vừa phát tâm Bồ Tát Chưa có chân thở Họ nguyên một ngày nay họ làm vô cùng cực Còn những đức thì nằm chơi ở không Không làm gì cả Như vậy mà còn có người nấu cơm Đem lên trên phòng cho mình ăn nữa Thiệt là sung sướng còn họ thì cả ngày nay chờ mưa rồi chờ nắng họ phải chịu mưa chịu nắng còn những đức thì chỉ có nhìn ông chờ mà thôi đi vòng vòng để nhìn ông chờ khi buổi chiều thì lúc đó là hai giờ bốn mươi lăm rồi mà ông chờ vẫn còn mưa những đức mới đội chiếc nón vào đi xuống cái xăng này cái đứng hoài chứng giữa xăng cái đứng đi vòng 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 cái xăng chùa của chúng ta thì chắc ông chờ ổng suy nghĩ như thế nào không biết nữa tự nhiên ông nổi nắng lên à? là đến giờ này luôn là ổn định nhưng không biết nói chuyện một chút đây rồi ông có mưa xuống hay không nhận đức hôm qua có nhiều phật tử gặp nhận đức họ nói rằng thầy ơi Chờ mưa như vậy mà thầy tổ chức bên ngoài đầu óc thầy có vấn đề hả thầy thì nhận đức nói rằng là Nắng mưa là chuyện của ông chờ Còn chuyện chúng mình là ở Trần gian. Ở Trần gian thì mình cứ lo làm việc của chính mình Còn ông chờ Ông sắp xếp như thế nào là chuyện của ông Còn việc chúng ta làm là phải làm Từ khi là mình làm sai thì mình phải sửa Còn nếu mình làm chân thật vì người Thì mình để cho ông chờ Ông soi xét Ông mưa thì cũng được Mà ông nắng cũng được như thế nào cũng được. nếu chờ mưa tầm thả thì lúc đó chúng ta mới cảm với nhau vì tình người. khi mà có cái khó thì mới hiểu được lòng người. từ nơi đó mà chúng ta vô cùng là thoải mái, vô cùng là thoải mái. quý vị biết chúng ta tổ chức đảnh lễ năm trăm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm. Quý vị đảnh lễ được 500 danh hiệu này Thường nói rằng là công đức vô lượng vô biến Công đức này sanh ra từ đâu? Sanh ra từ ngay cái chỗ là Lúc trước thì phiền não khó khăn Đi đâu cũng không vừa lòng Đi đâu cũng không vừa ý Giàu cũng chưa biết đủ Mà nghèo thì cũng khổ tâm Tối ngày sáng đêm lo âu Đẹp thì cũng khổ mà xấu thì cũng khổ Hôm nay đảnh lễ được 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Hành được cái hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm Vì Ngài còn một danh hiệu nữa là Bồ Tát Quán Tự Tại Chúng ta khi mà đảnh lễ Danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm Thì mình phải tự tại Tự tại tha thứ quan hỷ Và có chữ nhẫn Ngồi đông như vậy, chặt như vậy Khi mà đánh lễ 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Thì lúc đó quý vị nên hành hạnh Bồ Tát Vì sao những đức nói câu này? Vì sắp quá gần Khi lễ thì nhiều lúc Mong người này lại trúng cái đầu người kia Lúc mà niệm quán thế âm Bồ Tát Thì Cái mông bà này lại trúng vào cái đầu bà kia Bà kia tức quá Trúng một lần thì tôi còn nghe lời của ông thầy Đức nói Trúng hai lần thì còn dằn xuống được Trúng lần thứ ba thì chết Tại sao cái mông của bà cứ đụng vào cái đầu của tôi quý vị phải nhớ nha một niệm săn đốt cả rừng công đức chúng ta nên hành cái hạnh mà nhẫn nại của bồ tát quán thế âm đến một đạo tràng đông như vậy thì phải nhẫn nại nhẫn nại là hoan hỷ vui vẻ và tha thứ và nhiều lúc đông như vậy thì dép của chùa mình nhận đức mua nhưng mà cũng không có đủ để mà chia cho quý vị từng đôi dép thì quý vị nhiều lúc bị lộn dép Khi lộn dép thì mới biết được rằng là Người này là Bồ Tát thật hay là Bồ Tát giả Khi đảnh lễ năm 500 danh hiệu Bồ Tát quán thấy âm xong mà Bước ra bên ngoài tự nhiên đâu dép đâu mất tiêu rồi Ai mang đau dép lộn rồi Mà thiệt là khôn Mang lộn mà lấy lộn đau dép mơ Lúc đó mới rèn luyện được quý vị là Bồ Tát thật hay là Bồ Tát giả Nhớ nha Những chỗ nhắc nhở này những đức nhắc cho quý vị nghe đó Và đông người như vậy thì Có những người tốt Và cũng có người xấu ở trong đây Quý vị từ điện thoại từ là tiền bạc phải gọn ghẽ Kinh nghiệm là mỗi lần đi chùa Chỉ là Đem tiền đủ Để mà Đi xe thôi Còn mình tính cúng dường Tam Bảo Thì đi đến chùa là bỏ vào thùng Tam Bảo Như vậy thì Vô cùng là an tâm Khỏi sợ bị rớt Chứ nếu không thì đang lễ quán thấy âm Bồ Tát Mà một tay thì chấp lên Còn một tay thì gờ cái túi Chỗ này làm cho mình tâm không được thanh tịnh Chỗ nhắc nhở này chắc đúng quá Sao mấy bà cười dữ vậy ta ý vị biết rằng là Tu dở nhưng đỡ một chỗ là không bị phiền não Đừng có tu giỏi mà phiền não Chỗ nói này là để găng nhắc trước Quý vị không bị phiền não Nhớ nha Mắt của cũng là có cái nghiệp báo. Một thằng ăn trộm này nó lấy cổ của người ta, nó không hiểu được rằng là cái nhân đời này nó nghèo, nó khổ là vì do cái tội của nó là tham lam trộm cắp nên nghèo cùng. Nó đi lại gình gặp trộm cắp của người ta thì đời sau của nó như thế nào? Càng khổ nữa. Nó lại đem tiền mà nó trộm cắp để về nuôi con cái. Vì phận làm cha làm mẹ vô cùng thương con Dù là hy sinh cuộc đời này Cũng dành những điều tốt đẹp nhất cho con Từ nơi đó mà dù là Đến cái nơi mà Nguy hiểm đi chăng nữa Cũng cố gắng mà Bư vào tìm thốc Về để mà nuôi con Nên những người Ăn trộm họ không hiểu Họ đi trộm cắp của người ta Một là lo cho gia đình Còn hai là họ làm những điều sai quấy Chỗ này không tốt Chỗ này thì mang nghiệp rồi Đờ đờ kiếp kiếp vô cùng là khổ Nên lỡ quý vị mà có mắt 5 ngàn, 10 ngàn, 20 ngàn gì đó Khi đến đây tu học thì mắt là bỏ Chúng ta không quan tâm đến Và cũng đừng bao giờ nói nặng nhẹ một câu gì cả Mà nên niệm thêm một câu ai với đào Phật Hoặc là một câu quán thế âm Bồ Tát Từ nơi đó gọi là tiêu nghiệp tăng phước Nhớ nghe quý vị đông người và đồ ăn thức uống đồ thì khi ra dùng thì từ tốn lỡ có thiếu thì thôi đủ thì cũng được mà thiếu thì cũng được và ở thế gian này nó là hữu lượng nó không có vô lượng được nên dù cho cố gắng sắp xếp nhưng mà nó vẫn có chỗ khuyết Chúng ta tu học làm sao mà Đi đến đâu thì Có tâm chấp nhận đến đó Tâm chấp nhận là tâm tu hành Nhìn nhận chính mình để sửa lỗi Quý vị ngồi trong đây Thấy một bà cụ Khi những đức đang nói chuyện Mà bà bên dưới thì Bà đang nói chuyện với một người Quý vị nhìn bà cụ này đang nói chuyện Thì quý vị đừng có khởi cái tâm bực bội Mà nên quay lại chính mình bà cụ này làm như vậy vô cùng là xấu tính nhờ bà cụ này nói chuyện trước mặt mình mà mình nhìn nhận được nên mình tuyệt đối không bao giờ mà nghe quý thầy chia sẻ phật pháp mà mình ngồi bên dưới không chú tâm và mình ngồi mình nói chuyện mình thấy một người này điện thoại đang reo thì mình nên nhận xét rằng Người ta bao nhiêu người đang nghe chia sẻ Phật Pháp Im lặng như vậy mà mình thì để điện thoại reo Và cầm điện thoại nói chuyện Thì mình ra cái gì Từ nơi đó mà nhìn như vậy Không có bực bội người ta Mà nhìn như vậy để mà quay lại chính mình Để mà mình đừng làm Theo cái hành vi đó mình nên cảm ơn họ Họ đã giúp cho mình nhìn nhận từ nơi đó thì mới gọi là Người đến đây đảnh lễ 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Đơn giản nhất Chỗ học tập này Vô cùng là dễ hiểu Quý vị mà nghe như vậy rồi Nếu quý vị chân thật mà nhìn nhận và tiếp nhận Quý vị đi đến đâu cũng không bị phiền não cả Quý vị nên nhớ là Một lửa xăng Khở lên thì Thiêu gụi cả rừng cốc đức thà tu ít nhưng đừng có nổi sân như vậy là đặc biệt còn tu nhiều mà nổi sân thì cũng đốt sạch còn nếu tu giỏi mà có cái chữ nhẫn trong tâm càng lớn thì càng đặc biệt nữa nên phải nghe như vậy gì quý vị biết chúng ta đến đây để mà nghe chia sẻ Phật pháp những đức dựa ngay cái ngày mà Chúng ta đảnh lễ Bồ Tát Quán Thế Âm Nương vào cái hạnh nguyện của Ngài Nương vào cái quay đức của Ngài Vì nhờ cái quay đức và nguyện lực và nhân viên của Ngài Mà hội tụ có người đông như vậy Chúng ta là phàm tăng Làm gì có đức hạnh mà hội tụ được có người như vậy Nhờ cái đức của Bồ Tát Quán Thế Âm Nên quý Thầy tạo phương tiện Dùng những ngày lễ và những ngày Phật đản đồ để mà quy tụ hàng Phật tử về chùa Mục tiêu là để hướng dẫn Phật Pháp Nhờ cái quay đức của chư Phật Bồ Tát Mà có thể hội tụ con người đông như vậy Chúng ta không có đức hạnh gì cả Chỉ nhờ đức hạnh của chư Phật Bồ Tát Mà con người mới ngồi đông như vậy Và quý vị biết rằng khi mình chia sẻ Phật Pháp Đều là nhờ chư Phật Bồ Tát gia trì Phóng quan nhiếp thọ Việc làm đúng thì có chư Phật Bồ Tát gia trì từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta thì phải học được cái chữ nhẫn. Khi có được chữ nhẫn rồi thì quý vị biết rằng ví dụ trong đây có một cô. Cô này từ khi mà cô có chồng đến ngày hôm nay thì cô vô cùng khổ. Khổ vì ai? Khổ vì chồng. Ông chồng của cô này thì mỗi lần mà đi nhậu về là ông chồng ổng chửi ông chửi xong thì ổng chờ cô này trả lời khi cô này trả lời thì ông đánh nên cô thường lấy nước mắt để mà chán cơm sống trong quá ngày đoạn tháng cuộc đời cô chưa sống trong lòng nghĩ rằng là đã khổ vì chồng rồi hôm nay thì cố gắng nuôi dạy con mong cho con lớn khôn thì tuổi về già con hiếu thảo chăm lo hy vọng vào con nhưng mà không ngờ là cuộc đời của người này nghiệp lực quá nặng đã khổ vì chồng gần hết cuộc đời rồi mà bây giờ con khôn lớn lại tiếp tục là hành hẹ mẹ nữa nếu mà ai mà gặp những cái hoàn cảnh này thì chúng ta đến đây Đảnh lễ năm trăm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm nghe những đức chia sẻ chỗ này Vì bị nên có cái chữ nhẫn nại giống Bồ Tát Quán Thế Âm vì cuộc đời có người chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi chịu thiệt nhẫn nại niệm Phật khởi lên tính nguyện để cầu sanh cực lạc chúng ta có mục tiêu để đi rồi chúng ta có mục tiêu về cảnh giới cực lạc về cảnh giới cực lạc thì không có già không có bệnh không có chết ở đây thì có già có bệnh có chết từ nơi đó mà chúng ta có một con đường để đi đang hướng về cảnh giới cực lạc mà đi thì chắc chắn rằng quý vị gặp một cái hoàn cảnh nào đi chăng quý vị cũng không có khổ không khổ vì sao vì mình có hướng đi rồi khổ nhất là nghe mà không tiếp nhận khổ nhất là Không chân thật mà làm Những đức bước vào cửa đạo Chỉ có một chỗ là Mỗi ngày mình cố gắng Nghe được điều tốt Cố gắng làm được một chút Làm được một chút Thì quý vị biết rằng là Có lợi một chút Đêm nay Chúng ta khi lễ 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm xong thì Có một cái lễ phóng sanh Nhận đức thì Tính là buổi tối như vậy Chúng ta không phóng sanh Nhưng mà Chúng ta nên phóng sanh Để kết duyên cho một số người người ta mới đến lần đầu Và quý vị biết rằng là Ở trên những đứt ngồi nhìn xuống thì Cả một số lượng người đông như vậy mà Người nữ đã chiếm ưu thế hết 99% rồi Thì trong xã hội hôm nay có rất là nhiều người nữ mang cái nghiệp nặng nề vô cùng mà Đại lão Hòa thượng thượng tịnh hạ không ngày nói rằng cái nghiệp này mà nếu không gặp được Phật pháp không chân thật sám hối không quay đầu để hướng thiện, để niệm Phật cầu sanh cực lạc thì chắc chắn rằng là người này khi chết đi là thân đau bệnh tâm hôn mê, họ không niệm Phật được thì 100% là họ bị đọa xuống địa ngục a à, tỳ. Quý vị biết cái nghiệp gì không? Nghiệp phá thai. Nghiệp phá thai là đại nghiệp Vì nghiệp này là nghiệp giết người Mà giết ai? Giết con Con đến với mình Đòi nợ mình giết đi thì nợ chắc chồng Mà con đến với mình trả nợ Thì mình giết đi thì trở thành quát Như vậy mà có nhiều người nữ Trong thời đại hôm nay thì họ làm Cái chuyện phá thai này vô cùng nhiều Mà chính họ cũng không biết vì cái nghiệp này Phải có nghe người Chia sẻ giảng thiết ra Họ mới hiểu được Họ nghĩ rằng chưa sanh ra Đi phá thì làm gì là giết người Nhưng mà Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Ngày giảng ngày nói rằng là Chỉ là Mới biết mình mang thai Dù là đem phá Đó cũng là Giết một mạng người Từ nơi đó mà Chúng ta phải nghe Để mà chân thật niệm Phật Và chỗ mà đại sám hối ngay cái chỗ là Niệm câu ai di Đạo Phật Nghe một buổi như vậy Người nào mà có mang cái nghiệp này không phải nói lên để cho quý vị sợ Để suy nghĩ cái chỗ đó hoài Mà nói lên để đưa pháp môn tịnh độ Khuyên quý vị là cố gắng đi đứng nằm ngồi Thường À Di Đà Phật À Di Đà Phật Thường niệm Phật Như vậy thì quý vị không có nhớ đến cái việc phá thai nữa vì một lần mà nhớ phá thai thì tăng nghiệp một lần, một lần mà niệm ai với đà phật thì tiêu nghiệp tăng phước một lần như vậy thì quý vị chọn đi nên nhớ chỗ nào nên nhớ câu ai với đà phật, chân thật niệm phật để cầu sanh cực lạc những thai nhi đó cũng theo người mẹ để chân thật niệm phật để cầu sanh cực lạc nó nhìn có quý vị có chân thật tu hay không chân thật sám hối hay không nếu quý vị mà không chân thật thì khổ rồi khổ rồi nhìn xuống toàn bộ là người nữ nên trong chương thứ sáu mà 48 lời nguyện của Phật A Di Đà có một lời nguyện Lời nguyện 22 Đức Phật nêu lên rằng là Nhàm chán thân nữ Tin sâu không nghi Chí tâm niệm Phật Khi mà thỏa mãn đến thì Từ cái thân nữ tâm nữ này Chuyển qua tâm nam Và thăm tướng trụ phúc Bước lên đài sen đi về cảnh giới cực lạ Phải tin không nghi Lòng tin chân thật Người mà có thiện căn sâu về Nghe chia sẻ pháp môn tịnh độ Thì họ vô cùng là thích thú Vì chỗ pháp môn tịnh độ Nói vô cùng là gần gũi cuộc sống hàng ngày Rồi đưa vào ngay cái chỗ là phải niệm Phật và giáo dục con người ta là phải sống tròn trách nhiệm người mà tròn trách nhiệm sống thì vô cùng là tốt tất cả mỗi con người ở thế gian này không ai muốn gần gũi một người mà có trách nhiệm cả một người mà có trách nhiệm dù là xấu đi chăng thì người ta vẫn là tiếp nhận còn một người mà không có trách nhiệm dù là đẹp người ta cũng khó tiếp nhận vô cùng những đức từng nói rằng những đức ngồi ở trên nói chuyện quý vị ngồi bên dưới đang nghe những đức ngồi ở trên không phải là thầy giáo ngồi ở trên là thí sinh người ngồi ở dưới là giám khảo đăng khảo người này từng bao giờ cho rằng mình ngồi ở trên là mình hay quý vị phải nhớ và trong chùa chúng ta thì có sáu anh em xuất gia. Những đức từng ngồi nói chuyện với anh em những đức nói rằng quý chú quý thầy phải nhớ mình xuất gia tu đạo là để làm gương cho chúng sanh nhìn. Từng bao giờ cho rằng mình cao xa, mình không có cao xa gì cả. Và có nhiều vị phật tử mà gặp những đức thì Họ nói những đức là có những cái điểm này, có những cái điểm kia. Trong lòng của mình vô cùng là hổ thẹn. Cách nay mà 7, 8 năm về trước thì mình không ra gì cả. Những đức từng nói một câu mạnh dạn rằng hư hỏng, bê tha nhậu nhẹt say xỉn khi mà nằm bờ nằm bụi thì con chó đi ngang cũng không muốn nhìn mình như vậy mà hôm nay nhiều người người ta gặp mình người ta quý kính như hồi chiều những đức đi một vòng thì có những bà cụ già bà gặp những đức bà quỳ xuống những đức nói vô cùng là tổn phước đừng nên làm chỗ này người này chưa có gì cả Bà dù có cung kính đi chăng nữa thì trong lòng của tôi nghĩ rằng bà cung kính Phật. Vì nếu tôi không đi xuất gia thì tôi là người hư hỏng. Từ khi đi xuất gia thì tôi nghe được giáo pháp tôi chân thật sửa đổi. Bà cung kính là nhờ tôi mang hình tướng giống Phật, bà cung kính Phật. Còn nếu một ngày nào tôi làm sai gì tôi là phàm phu. Đừng nên thất vọng. mình vô cùng là đủ duyên đủ phước mà được xuất gia trong ngôi nhà tam bảo nên được nhiều người cúng kính nên anh em nhận đức nói với quý chú trong chùa anh em ở bên cạnh nhận đức câu này nhận đức nhắc lại cho quý vị nghe không nhắc cho ai nghe cả chỉ nhắc cho quý vị phật tử bên dưới nghe quý chú phải hết sức là cảnh giác ngồi ở trên cao không phải là để làm người mẫu mà là để làm gương Phải nhìn nhận mình từng chút Để sửa đổi Còn nếu mà thiếu phước thiếu duyên Thì làm chuyện bẫy bả mà Cũng không biết như vậy mà cũng ngước mặt lên nhìn người ta được Nếu mà quý vị có phước Chỉ cần làm một điều sai nhỏ Quý vị cũng nhìn được còn nếu quý vị mà thiếu phước rồi Trước mặt người ta làm chuyện bậy bả Mà cũng ngước mặt lên Tưởng đâu là mình ngon chỗ này là chỗ dạy vô cùng nên anh em bên cạnh nhận đức phải hết sức là cảnh giác phải cảnh giác nếu mà mình chân thật tu học thì cái góc nhìn mình nhìn vô cùng là sâu sắc nhìn được cái tinh túy nhất để mà mình sửa lỗi nhưng sửa cũng chưa tới đâu tiếp tục phải cả cuộc đời này phải sửa nên Chỗ chia sẻ Phật Pháp của những đức Đối với quý vị chỉ có chỗ là Chúng ta mỗi người nên nhìn nhận Cuộc sống nên vui vẻ mà sống Nên vui vẻ mà sống quý vị à Trong chùa chúng ta mỗi ngày Gần ba chấm cụ già Chỗ cảm nhận sâu sắc của những đức Tương đối cao một chút Hơn quý vị về cái người già vì quý vị biết rằng có những đêm 11, 12 giờ phía những đức đi một dòng xanh quanh của các khu các cụ già thì thấy có những cụ già Đang ngồi trong một cái góc nào Đang ngồi trong một cái chỗ nào Những đức bước đến Hỏi bà cụ Cụ ơi Sao giờ này cụ không ngủ Mà Cụ ngồi đây để làm chí Thì Bà cụ này bà nói rằng Thầy à Tuy là mỗi buổi sáng nghe thầy Hướng dẫn về Phật Pháp Nhưng mà Cái chữ ái nặng nề Đối với con cái thì Chúng con khó buông xuống quá thầy à Ngủ không được Nhớ con Trong lòng nói sao lâu quá mà Không thấy đứa con đến thăm Thì Nhận Đức mới nói với bà cụ rằng Thôi nhớ bao nhiêu thôi Bà Vô trong nằm nghỉ đi Sáng mai còn thức dậy sớm đi niệm Phật Con người mà Nhớ con người là bình thường Nhưng Bà phải có cảm giác Cảm giác là Cái nhớ của bà cụ Đối với con cái là ái nhiễm Phật nói rằng là Ái mà không nhiễm Thì không sanh ta bà Vì ái nhiễm với nhau mà sanh đến ta bà này niệm mà không nhất thì không sanh cực lạc mình gặp được tịnh độ không phải là mới có đời này mới gặp mà phật đã nói rằng là nhiều đời nhiều kiếp đã gặp rồi nhưng vì sao chưa được dẫn sanh vì ngay cái chỗ ái nhiễm cụ à nên cụ nghe lời những đức nè nếu cụ mà chân thật thương con cụ đó thì bây giờ cụ buông xuống cái ái nhiễm này đi cụ cố gắng cụ lo cụ niệm phật vì cụ biết tại sao những đức phiên cụ như vậy hay không chỉ có cái chỗ ái nhiễm này thì khi cụ trăm tuổi già cụ đâu có gần gũi với con cụ được đâu Đời này là mẹ con, cha con, anh em Nhưng nếu mà Đời sau chết đi Mới hoặc điên đảo thì Chúng ta có sanh lại làm người Thì đấu đá với nhau Cũng không biết đời trước Mình với nhau Đời trước như thế nào nữa Từ nơi đó mà Cái tình thương nhất thờ Phải buông xuống Nên lấy cái tình thương cao cả Hơn một chút cụ à thì bà cụ có hỏi là tình thương cao cả là tình thương như thế nào thầy những đức nói tình thương cao cả là tình thương buông xuống ái nhiễm vì khi buông xuống ái nhiễm chân thật niệm phật khi chân thật niệm phật thì đầy đủ tín nguyện cặn tử nghiệp cụ được sanh về cảnh giới cực lạc mà sanh về cảnh giới cực lạc đề thì được cái năng lượng cái năng lực của mình là vô lượng Trí tuệ là vô lượng Thọ mãn là vô lượng Có được những cái chỗ vô lượng này Cụ sẽ biết hết là nhiều đời nhiều kiếp Ông bà, cha mẹ, anh chị em Thăng bằng quyến thuộc của mình đang ở đâu Và trong một niệm thôi Mình phân thân đi mười phương khắp pháp giới Để mà quá độ những người thăng bằng quyến thuộc Mà có nhân viên với chúng ta nên không phải là nhận đức kiêu cụ quên con cụ nhưng mà nhận đức phiên cụ là nên buông xuống cái tình thương nhỏ để mà cụ lấy cái tình thương lớn lấy cái tình thương lớn này để trang trải cho mọi người như vậy thì tâm lượng của cụ nó mới phát tán lớn lên Và trí tuệ của cụ nó mới nhìn sâu thẳm vào định lực nhân quả Tự nhiên cụ hết khổ Cụ ngồi đây cụ khổ rồi con cụ có đến thăm cụ hay không? Mà càng ngồi đây càng nhớ càng khổ thì càng tăng khổ Hôm nay nếu cụ ngồi cụ niệm Phật Thì nó sẽ đè phục cái khổ này xuống Còn hôm nay ngồi đây nhớ cái khổ Thì cái khổ tăng lên Những Đức nói một cốt chuyện bà cụ này Nhưng quý vị ngồi trong đây Thì cũng có những người mà Có những hoàn cảnh khổ Quý vị nghe chỗ này Quý vị nên sống cho nó thoải mái tự tại thì khi mà được như vậy Thì nó chuyển cái nghiệp báo của mình Khi người ta thấy quý vị đi chùa mà Về thì gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ Ông chồng ông mắng nhiếc thì nhìn ông chồng Bà vợ bà nói một hai lời lỗ mãng với mình thì mình quan hỷ Thì cái người lăn cặn kế bên nhà Người ta nhìn được cái hành vi của người này lúc trước chưa học Phật Và bây giờ học Phật Trong lòng của họ nói rằng Cái chị năm chị sáu Anh ba anh bảy đó Lúc chưa học Phật thì Hành vi thì vô cùng là xấu Từ khi mà đi chùa đến ngày hôm nay thì Thấy gia đình vô cùng là im ấm Thì từ từ người ta sẽ tiếp cận gần quý vị và hỏi quý vị anh chị đi đâu mà mỗi từng thấy bạn áo lam đi vậy thì lúc đó mình nói mình đi chùa thì họ hỏi mình là đi chùa để làm gì là tâm tư của họ đang nhận xét nhìn nhận mình đó từ cái hành vi đó mà từ từ rồi quý vị dẫn được một người đi chùa dẫn đi đến đây thì nghe những đức chia sẻ Phật pháp khi họ nghe được Phật pháp thì họ rơi rụng đi những cái sự buồn khổ cuộc đời của họ còn hơn là quý vị cho tiền họ nhiều nữa cho tiền nhiều mà không hết khổ không có cho tiền gì cả mà người ta hết khổ nên Phật mới nói rằng là Pháp thí thắng mọi thí Ái diệt hết khổ đau Phật không có nói là cho tiền hết khổ Mà Phật dạy mình là cho Pháp hết khổ Nên số lượng trong đây ngồi đông như vậy Những đức xin chân thật nói cho quý vị nghe rằng là Nếu vị nào trong đây mà quý vị mà đủ duyên á quý vị thường mà thuê xe dẫn những người già những người trẻ mà muốn đi chùa cho họ đi chùa tu á việc làm này của quý vị là việc làm đại sự của cuộc đời quý vị ngồi suy nghĩ đi Như những đức mà không gặp Phật pháp, pháp Thì bây giờ Là một thanh niên hư hỏng Nhờ gặp được Phật Pháp mà Hôm nay ngồi chia sẻ với quý vị Đông người ngồi nghe như vậy Quý vị thuê một chiếc xe Chở cho người ta Đi đến chùa tu học mỗi tuần chủ nhật Việc làm này của quý vị là Việc làm vô cùng là đặc biệt Quý vị cúng dường cho Tam Bảo Công đức không bằng quý vị Thê xe chở người đi niệm Phật Vì quý vị, vị cúng dường cho những đức Chưa chắc những đức làm việc tốt cho quý vị Nhiều lúc những đức ăn xài Không phải Đừng cúng cho những đức Quý vị, vị nên dùng tiền Thay xe cho người đi niệm Phật Đến đây mỗi tuần chủ nhật Nhận đức đã nhìn nhận vô cùng Sâu sắc chỗ này là chỗ quan trọng trong thời đại hôm nay Việc làm này là việc làm công đức chân thật Quý vị nghĩ đi Đại lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Ngài nói một câu rằng Dù cho quý vị một ngày làm được nhiều tiền Không bằng quý vị niệm Phật 5 phút 10 phút Vì làm dư được nhiều tiền Tiền bạc của cải vật chất của thế gian này là hủ lậu có rồi lại mất Bữa nay tay mình Ngày mai tay người khác Nhưng công đức niệm Phật là tự tánh Tự tánh tiêu đi nghiệp báo Mà khi tiêu nghiệp rồi thì an vui Quý vị có tiền nhiều chưa chắc được vui Ngồi trong đây cũng có những người giàu đó Mà giàu mà vô cùng khổ đó không bằng người nghèo mà gặp được Phật pháp chân thật mà niệm phật nên nhận đức nêu lên cái chỗ mà Bí Vị thuê xe chở người đi niệm phật họ nghe được Phật pháp từ từ họ hiểu rồi thì họ không có chịu cho Bí Vị bao họ đi đâu tự họ bỏ ra một trăm hai trăm ngàn quý vị chỉ là người trưởng đòn dẫn đi thôi họ sẽ là người tự bỏ tiền ra vì họ biết được rằng là không phải là ông bà anh chị bao cho tôi mà chỗ này cũng là phước từ trong mạng của tôi có được lấy ra mà thôi từ nơi đó thì thôi tôi hiểu rồi hôm nay tôi có tiền thì thôi tự bỏ tiền ra hỗ trợ chung chiếc xe để mà cùng đi như vậy mà quý vị đã lập nên được một phái đoàn đi niệm phật mỗi tuần chủ nhật chùa chúng ta thì rất là nhiều phái đoàn mà mỗi tuần chủ nhật xe năm chỗ xe ba chỗ xe 16 chỗ khắp nơi cứ là nghe những đức khuyên chỗ này quý vị về chùa khỏi cần phải lo cái chỗ mà cơm ăn gì cả về đây là nhất định có cơm cơm không hay là có đầu hủ nhưng chắc chắn là có cơm chỉ có tiền xe đi đến đây là được rồi đừng có lo cái chỗ mà về chùa mà không có tiền thì ăn cơm của chùa thiếu nợ sao không có nợ nặng gì cả vì người ta cúng giường vào ngôi tam bảo để mà lo cho chúng sanh Thì nếu không có chúng sanh này Như vậy thì cúng dường vô đây đi làm gì Xây chùa lên Thì để cho chúng sanh đến đây tu học Nếu không có chúng sanh đến tu học Thì xây chùa làm chí Không lẽ xây chùa để giữ chùa Để chết mai mốt làm ma giữ chùa à Từ nơi đó mà Quý vị về đây tu học Chỉ cần chân thật niệm Phật hành vi quý vị phải cho tốt về sửa đổi lỗi lầm quý vị về chùa khỏi cần phải lo cái chỗ mà cúng dường gì cả đừng có sợ rằng là không có tiền cúng dường thiếu nợ gì hết đừng có lo nghĩ chỗ này có thì cúng không có thì thôi không sao cả như vậy thì vô cùng là thoải mái Tổ đình hậu pháp thì Đại lão hòa thượng Ngài đã xây dựng đâu vào đó hết Nhận đức là đệ tử của Ngài Khi đi đến đây thì Thầy mình đã dài công cực khổ Và những sư huynh đi trước thì vô cùng là cực Đã xây dựng và thiết kế Mọi vị trí đâu vào đó hết rồi những đức về đây chỉ là có quét lá cây mỗi ngày mà quét còn chưa xong Từ nơi đó thì quý vị mới biết được rằng là Hòa Thượng rất là vui khi mà Quý vị về chùa tu học chân thật niệm Phật Quý vị thấy Trước cổng chùa Hòa Thượng để mấy chữ vô cùng là gần gũi Bước vào thì thấy cái câu là Vào chùa nhớ niệm Phật Khi quý vị bước ra thì quý vị sẽ thấy cái câu là Về nhà nhớ niệm Phật Vô cùng là gần gũi thì quý vị biết được hòa thượng mình ở đây ngài rất thích niệm Phật. Hồi sáng mới qua. 76 tuổi. Khỏe mạnh. Càng già càng đẹp. Càng già càng có giá. Nên đại lão hòa thượng Thượng Tịnh hạ không ngày giảng ngài nói rằng quý vị có làm những công việc khác nếu mà quý vị không học được đạo đức làm người tốt, chỉ có biết bồi dưỡng ngay cái chỗ là tài sắc danh lợi thì quý vị càng già là càng mất giá. Nhưng nếu quý vị mà gặp được Phật pháp tu học, quý vị cố gắng tích công lĩ đức, chịu thiệt nhẫn nại thì càng tu về già, càng già thì càng có giá. Chỗ này chúng ta đã nhìn nhận được Hòa thượng chúng ta năm nay 76 tuổi Nhiều người tôn trọng Tuy 76 tuổi mà trí tuệ minh mẫn Đi thì dõng dạ Mỗi ngày còn phải coi công trình Xây dựng bên đại tùng lắm Ngài đang xây một cái tòa nhà vô cùng lớn Những vị nào mà muốn cúng dường để tạo công đức Thì gặp hòa thượng ở bên Đại Tùng Lắm cúng chỗ đó là yên tâm vì người này lớn tuổi việc làm của ngài tính toán vô cùng là kỹ lưỡng còn những đức thì vô cùng trẻ tuổi đừng có đưa tiền cho những đức cứ bỏ vào thùng tam bảo để cho hòa thượng ngài xây dựng những đức còn trẻ cầm tiền nhiều không có tốt cầm tiền nhiều khởi lòng tham tham rồi thì đi làm bậy thì mắc đạo quý vị tưởng đâu là đưa tiền cho những đức là giúp những đức à nếu những đức mà làm vậy thì những đức đi đỏ lạc thì cái việc làm này là quý vị đang giúp đỡ cho người đi đỏ lạc mà là giúp đỡ cho người đi đỏ lạc thì cái việc này quý vị có công đức hay không đại lão hòa thượng thượng tịnh hạ không này nói rằng khi họ đỏ lạc thì họ sẽ tố cáo quý vị lúc mà tôi đang tu vô cùng tốt tôi sống rất là khó khăn thì tôi tốt nhưng từ khi có một Phật tử đó Phật tử đó Đưa tiền cho tôi Thì tôi lúc đó lại là sống xa xỉ Thì bỏ đạo rồi Tội lỗi là do những vị Phật tử đó cúng Mà không nhìn nhận Thì vua Diêm La sẽ nói rằng Ngu đầu mã diện Cho mờ những vị đó xuống đây Người ta tu tốt Mà không để người ta tu tốt Mà đi đưa tiền bạc cho người ta cung phụng như người ta quá đáng rồi cuối cùng người ta mắc đạo rồi kêu họ xuống đây tôi đọa lạc quý vị cũng phải đọa lạc theo nên đi vì tổ đình hộ pháp thì tuyệt đối không đưa tiền ai cả cúng dường đều bỏ thùng tam bảo chắc ăn nhất khỏi cần dính nhớ phải nhớ chỗ này chùa chúng ta thì không có cái chuyện quyên góp gì cả có ai quyên góp với vị đưa tiền là chuyện của quý vị, không có dính dáng gì đến chuyện những đức ở đây cả, nhắc rất là rõ ràng. Từ nơi đó mà tất cả những người đi về chùa tu học thì vô cùng là thoải mái, có tiền thì bỏ vào thùng phóng sanh làm tượng Phật ăn tống kinh nhẹ nhàng, khỏi cần ghi tờ công đức gì cả. Có người hỏi thầy à, con làm công đức mà. Quý thầy Không chứng minh thì làm sao được Những đức nói rằng Cô muốn chư Phật Bồ Tát Chứng minh hay là muốn Phạm Tăng Chứng minh Ủa sao thầy hỏi lạ vậy Những đức hỏi thật Cô trả lời thật đi Thì quý vị nói rằng là Con cần chư Phật Bồ Tát Chứng minh như vậy là đúng rồi như vậy là bỏ vào thùng tam bảo tam bảo là phật pháp tăng Bỏ vào thùng tam bảo không cần ghi cái tờ công đức Chỗ này gọi là cúng dường ba la mở Chư Phật Bồ Tát chứng minh Còn quý vị đưa tiền cái những đức Những đức cũng là hàng tăng bảo Nhưng mà tăng này không thanh tịnh gì mấy Cúng cho tăng này thì không có công đức rồi Bỏ vào thùng tam bảo là có công đức Đưa cho những đức thì không có công đức Quý vị chọn đi như vậy thì từ đây về sau Chúng ta mỗi lần tổ chức lễ dù đông người cỡ nào Mục tiêu mình về đây là niệm Phật tu học Khỏi cần phải gặp nhìn mặt ai cả Có nhiều vị nói rằng Nghe chiếc máy thì mấy năm rồi Nhưng không biết mặt thầy Những đức nói đừng biết mặt ở đây Nên hẹn gặp ở cảnh giới cực lạc mà biết mặt vì những người già ngồi bên dưới thì không thấy rồi, thấy mờ mờ, từ xa nhìn chỉ thấy cái miệng không thấy lưỡi mũi, vì miệng rộng quá. Mình là người tu học quý vị nên chấp nhận cái xấu của mình để nhìn nhận rõ ràng, đừng bao giờ che cái xấu thì tự nhiên cái xấu này từ từ nó mất đi. quý vị thử đi thì tự nhiên quý vị vô cùng là tự tải. Có những người thì bị lé Thì vô cùng là mắc cỡ với cái lé của mình Có những người thì bị hô thì lấy khẩu trang che lại Có những người bị nám thì vô cùng là ngại ngùng Chúng ta hôm nay là người học Phật thì Dù là hô, dù là lùng, dù là lé, dù là súng hay là què hoặc gì đi chăng cũng là nhân viên phước báo của chính mình nên chấp nhận sự thật thì Tất cả những người học Phật đó đều được an vui Cỡ mở ra Chúng ta học Phật cỡ mở ra Quý vị biết á Lúc trước mà mỗi lần mà những đức mà cười á Là những đức ngại nhất là mình miệng rộng Nên mỗi lần mà cười là <cười> Vì sao? Vì nếu mà <laughs> Thì đưa cái hàm răng ra từ nơi đó mà cười mím mím Hôm nay thì khi nghe Phật Pháp Rồi hiểu rồi biết rồi Thì không có che cái hô nữa Quý vị nên nhớ tất cả những người ngồi trong đây Khi nghe được Phật Pháp thì quý vị đều là những người tự tải Như vậy thì mới niệm quan âm tự tải Hôm nay chúng ta đi Đảnh lễ 500 danh hiệu Của Bồ Tát Quán Thế Âm Là để phát lên tự tải như vậy thì mình phải tự tải sống trong hoàn cảnh nào cũng phải tự tải an vui từ nơi đó mà chia sẻ như vậy thì vô cùng là gần gũi nhưng lại có người thì nói rằng là quá gần gũi rồi thấy bình thường thì quý vị nên nhìn nhận là cái gần gũi mình đã làm được chưa nếu chưa được thì phải chăng thật mà làm nên có một vị phật tử hỏi nhận đức rằng thầy ơi lúc trước đó, con chưa gặp phật pháp thì ai mà ghét tiền cái là con lượm tiền người ta liền à mà lượm tiền là bỏ vào túi thành tiền của mình khi con nghe được Phật Pháp rồi thì Con mà lụm được tiền là con bỏ vào thùng tam bảo gì có tội không thầy Tội từ tâm khở đem tâm diệt Tâm đã diệt rồi tội thành không Lúc trước khởi lòng tham lụm tiền người ta thì lấy thì mang tội Hôm nay nghe được Phật Pháp rồi Thấy tiền người ta rớt không biết tiền của ai Lụm bỏ vào ngôi tam bảo là trả về cho hư không Như vậy thì làm gì có tỏi Và việc làm lúc trước Chỗ này cũng nên quên đi Đừng nghĩ đến nó nữa Từ hôm nay nên nghĩ điều thiện và làm điều thiện Là tốt rồi Quý vị hỏi một câu đơn giản như vậy Những đức cũng trả lời vô cùng đơn giản đừng nghĩ cái chuyện lúc trước lòng tham của mình nặng nề nữa mà nghĩ bây giờ mình gặp được phật pháp mình còn tham nặng nề hay không chỗ này mới là chỗ quan trọng từ nơi đó mà phật pháp dạy con người ta gần gũi thì mới đông người như vậy nếu mà nhận đức nói cao xa thì trong đây không có đông người như vậy đang ngồi như vậy chỗ đơn giản gần gũi này là do gì mỗi ngày nhận đức làm Quý vị hỏi nhận đức là Thầy làm cái gì Mỗi ngày đi nấu cơm Rửa chén Lau nhà Từ những chỗ làm này Mà học ra đệ tử quý Mỗi tuần thứ bảy Thì gần 300 em nhỏ về đây để học tập Mỗi tuần chủ nhật Thì gần 2 người về đây niệm Phật Nói cái gì Nói rửa chén Phải rửa cho cái chén này sạch phải rửa cho nó sạch. Nhất định mỗi ngày phải rửa cho nó sạch. Quý vị biết cái rửa cái chén sạch hay không? Quý vị nói chuyện này đơn giản quá thầy. Rửa chén mà không sạch nữa làm gì ăn? Ý tôi muốn nói là rửa cái tâm này cho sạch. Rửa chén sạch là rửa tâm sạch đó. Quý vị thấy khi rửa chén vị quay hay không? Quay vòng 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 vòng. Chúng ta phải cảm giác rằng Tâm chúng ta vô cùng dơ Nên mỗi ngày Phải làm công việc hàng ngày như vậy Để rửa cái tâm cho sạch Tâm tham, tâm sân, tâm si mê Đâu không biết đâu đúng Đâu sai, đâu tránh, đâu tà Từ nơi đó mà mỗi ngày Phải gắn nhắc mình để rửa cái tâm mình cho sạch Nên quý Phật tử mà mỗi ngày Tay chân đang làm việc Thì cái miệng đang ở không quý vị phải thường a à, di đà phật a à, di đà phật phải như vậy quý vị mà càng niệm phật thì cái việc làm quý vị vô cùng là đặc biệt